Xin chào các bạn. Trước mặt mình là một chiếc Airbus A350 của Vietnam Airlines. Máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống đường băng 29L sân bay Nội Bài. Đây là một ngày hiếm hoi mà sân bay Nội Bài đổi chiều cất hạ cánh. Các máy bay sẽ hạ cánh từ phía đông và cất cánh bay về phía tây. Điều này sẽ xảy ra khi hướng gió chuyển sang gió tây. Vào Nội Bài, điều này chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn, thường là khi thời tiết xấu và có cơn dông. Tuy nhiên hôm nay thời tiết lại rất đẹp và có tầm nhìn tốt. Đây là một cơ hội hiếm có để ghi hình máy bay hạ cánh từ phía đông sân bay Nội Bài. Ở đây có thể thưởng thức trọn vẹn âm thanh tiếng máy bay, không bị lẫn bởi các tạp âm khác. Con đường trước mặt mình gần như thẳng hướng với đường băng 29L sân bay Nội Bài. Và các máy bay hạ cánh sẽ lướt qua ở tầm rất gần. Đoạn video này là mình đang quay bằng điện thoại chứ không phải dùng máy ảnh zoom. Các bạn có thể thấy máy bay hạ cánh sẽ gần như thế nào. Đây là chiếc 787 của Bamboo Airways chuẩn bị hạ cánh. Còn đây là video quay cận cảnh. Còn đây là pha hạ cánh của một chiếc Airbus A321 của hãng Vietjet Air. Trời trong nên nỗi có thể thấy một chiếc máy bay khác ở đằng sau đang vào hướng tiếp cận đường băng. Đây là một chiếc Boeing 777-300ER của Golden Air chuẩn bị hạ cánh. Chiếc này mình quay từ phía tây sân bay nên trông hơi xa. Đầu phía tây sân bay hôm nay thích hợp hơn cho việc quan sát máy bay cất cánh. Các máy bay sẽ cất cánh từ đường băng 29R. Đây là một chiếc A321 của hãng Bamboo Airways. Còn đây là một chiếc A321neo của Vietnam Airlines.
Đây là pha cất cánh của chiếc Boeing 787 của Bamboo Airways. Đây chính là chiếc Boeing 787 về đầu tiên của hãng, có tên gọi Hạ Long Bay. Còn đây là pha cất cánh của một chiếc Airbus A350 của Vietnam Airlines. Cuối cùng là pha cất cánh của một chiếc máy bay khổng lồ, một chiếc Boeing 747-400 của hãng China Southern Airlines. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.